Công an huyện Văn Lâm vừa triệt phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện, bắt hai đối tượng ở tỉnh Yên Bái. Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Mã Quốc Đạt, sinh năm 2006 và Mã Văn Mạnh, sinh năm 2003, cùng trú tại xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Do nợ nần và không có tiền tiêu xài cá nhân nên Đạt và Mạnh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 21 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2003, Đạt và Mạnh mang theo một tuốc Novit và một đoạn dây đồng đi xe buýt từ Hà Nội đến khu công nghiệp Phố Nối A, sau đó đến xã Lạc Hồng để tìm xe máy sơ hở. Tại đây, Đạt và Mạnh đã trộm cắp một xe máy trong khu nhà trọ ở thôn Quang Trung. Đấu tranh mở rộng vụ án trước đó, vào các ngày 17 và 18 tháng 12, Đạt và Mạnh đã thực hiện chất lọt 3 vụ trộm cắp khác cùng trên địa bàn xã Lạc Hồng và lấy đi 3 xe máy. Điều đáng nói, đối tượng Mã Quốc Đạt hiện đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình khởi tố về tội danh trộm cắp tài sản. Do Đạt là người chưa đủ tuổi thành niên nên cơ quan cảnh sát điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án đang trong giai đoạn điều tra xét xử thì Đạt tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Văn Lâm.